Vâng, xin chào tất cả anh chị. Chào mừng anh chị tiếp tục quay trở lại với chương trình Cà phê sáng thứ bảy hàng tuần cùng với lại Hiệp và anh Toàn. Rồi, chào Hiệp. Dạ, chào anh. Vâng, thì những cái chủ đề lần trước cũng đã chia sẻ với anh chị khá nhiều câu hỏi về bảo hiểm nhân thọ. Vậy thì tiếp tục ngày hôm nay có những cái câu hỏi mà nhiều vị khán giả cũng đã gửi về với lại Hiệp và anh Toàn. Thì qua một cái quá trình gọi là lọc cũng như là có những câu hỏi trùng với nhau thì có những cái câu hỏi nó sẽ có số lượng nhiều hơn, hỏi nhiều hơn thì sẽ trả lời trước ha. Và những anh chị nào mà đã gửi câu hỏi rồi mà vẫn chưa được hồi đáp hoặc là vẫn chưa được trả lời thì sẽ có những cái chương trình số tiếp theo thì Hiệp cùng với lại anh Toàn sẽ tiếp tục trả lời với anh chị. Vậy thì anh Toàn ạ, thì ngày hôm nay có một câu hỏi của chị Tuyết lần trước, chủ đề lần trước chị cũng đã hỏi, thì ngày hôm nay em với lại anh sẽ tiếp tục giải đáp. Ok, có nghĩa là nó đang có đang tiếp cái nối á, thì mình nên hậu chuyện khách hàng, hậu chuyện mọi người cho nó đầy đủ chứ, nhiều khi người ta cũng mong. Vâng, chính xác anh. Thì chị Tuyết á, chị có chia sẻ với em như thế này, hiện tại đó là chị rơi vào một cái tình trạng, đó là sau khi tham gia bảo hiểm nhân thọ rồi, tuy nhiên thì có một cái sự kiện xảy ra mà chị không được hưởng quyền lợi, thì chị có một cái câu hỏi đặt ra như thế này. Đó là nếu tham gia bảo hiểm xã hội rồi mà gặp sự kiện về bảo hiểm không được thanh toán, hoặc là bên công ty bảo hiểm hủy hợp đồng, thì liệu rằng cái khách hàng đó có được nhận thêm những cái quyền lợi hay những cái lợi ích gì tiếp theo không, hay là mất hoàn toàn? Cái này hình như anh đính chính lại cái là tham gia bảo hiểm nhân thọ nhé, đúng không? Dạ, đúng rồi. Ok, thì nó xin phép hậu chuyện chị như thế này. Khi mà một người tham gia bảo hiểm nhân thọ thì ở trên bảo hiểm nhân thọ không phải cứ tham gia bảo hiểm nhân thọ là nó được tất cả mọi thứ đâu nha. Không bao giờ có cái chuyện là một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nó gói tất cả mọi thứ ở trong đó. Và chính vậy mình vẫn phải biết rằng là mình được bảo hiểm cái gì và mình không được bảo hiểm cái gì. Theo cái cách mà chị Tuyết nói á, thì anh nghĩ rằng là nó rơi vào tình trạng là bị công ty bảo hiểm nhân thọ từ chối. Dạ. Nha, bị từ chối. Thì vì sao bị từ chối? Thì thường là nó rơi vào những cái điều khoản loại trừ. Dạ. Thì cứ nghĩa là sản phẩm nào nó cũng có những cái loại trừ nhất định của nó hết cả. Và mình khi mình tham gia thì nhà cố vấn của mình phải có trách nhiệm, phải có trách nhiệm là giải thích những cái điều khoản loại trừ đó. Vâng. Một cái điều thứ hai là ngoài cái khoản loại trừ thì công ty bảo hiểm người ta cũng sẵn sàng từ chối chi trả khi mà người ta phát hiện ra là khách hàng không có trung thực trong khi khai sức khỏe. Cái câu chuyện mà nói rằng là mình không có biết được điều khoản loại trừ, mình không có biết được điều khoản loại trừ, và đến khi mà công ty loại trừ thì mình cảm thấy mình không có vui. Mà không mua thì mình không muốn giữ hợp đồng nữa. Ví dụ vậy thì cái đó nó hơi buồn cho những khách hàng như vậy, tại vì mình dựng một cái mà người ta không thể nào khác được để rồi mình bỏ đi cái kế hoạch tài chính của mình, rồi mình đổ lỗi là vì công ty không trả. Nhưng mà thực tế anh lấy ví dụ như thế này nè, ví dụ như là em tham gia trong sức khỏe xong xuôi, để em đi niềng răng, răng mình nó hơi hồ ra cái mình niềng răng. Rồi xong xuôi rồi mình về mình nói rằng là công ty bảo hiểm phải trả. Thì cái chứ đó nó nằm trong điều khoản loại trừ. Cái đó là cái đó mình làm đẹp. Mà mình làm đẹp thì mình phải tự chi, chứ mình không thể nào bắt công ty bảo hiểm chi được. Như vậy thì một trong những điều mình cần phải làm rõ là những cái điều khoản loại trừ cụ thể như thế nào. Rồi cái thứ hai là trên sản phẩm chính thì đôi khi nó cũng có. Thí dụ như là tự tử trong vòng 24 tháng hoặc là tử vong do HIV/AIDS. Thí dụ vậy thì người ta sẽ loại trừ. Thì cái chỗ đó khi mà bàn giao hợp đồng thì nhà cố vấn cũng phải giải thích cho nó đầy đủ. Tuy nhiên là nếu nó rơi vào cái trường hợp mà mình khai sức khỏe nhưng mà nó không đầy đủ, có người thì do khai không đầy đủ. Bữa hôm anh có nói rồi, khai không đầy đủ thì khai lại. Đúng rồi. Những ai khai không đầy đủ thì khai lại, không vấn đề gì cả, khai thêm chứ, khai thêm. Rồi còn nếu như những cái người nào mà cố tình trục lợi, lâu vẫn có những người bệnh rồi tới văn phòng mình để rồi mua mà. Với nghiệp vụ á, thì đôi khi mình cũng khó lòng, người ta đã trục lợi thì nhiều khó lòng phát hiện được. Rồi đến khi mà sự việc nó xảy ra thì khách hàng mới đi thanh toán. Đi thanh toán thì công ty lúc đó mới
nhìn trên nó có hồ sơ bệnh án thì mới biết rằng là họ khách hàng á, họ khai với bác sĩ ở trên hồ sơ bệnh án là cái bệnh đó xảy ra trước khi họ mua bảo hiểm. Yeah. Trên hồ sơ bệnh án nó thể hiện. Thì lúc đó tất nhiên là công ty sẽ từ chối vì khách hàng đã gì, đã không có trung thực trong khai sức khỏe. Đó. Và với những cái việc như vậy thì buộc lòng công ty phải từ chối trả số tiền bảo hiểm thôi, chứ không có gì hết trơn á. Nhưng điều đó nó xảy ra một cái việc tiếp theo là cũng làm cho khách hàng bức xúc. Nhưng mà nhiều khách hàng không có biết câu chuyện này. Ở trên điều khoản ghi rất là rõ nghe. Trên điều khoản hợp đồng trong sản phẩm ghi rất rõ là nếu như công ty từ chối chi trả thì công ty từ chối chi trả thì nó sao? Thì công ty sẽ trả lại giá trị hoàn lại. Trả lại giá trị quỹ của hợp đồng hoặc là trả lại giá trị tài khoản của hợp đồng tùy theo sản phẩm. Đối với sản phẩm truyền thống trả lại giá trị hoàn lại. Đối với sản phẩm UL thì là trả lại giá trị quỹ của hợp đồng. Còn trả lại giá trị tài khoản hợp đồng. Còn đối với sản phẩm đầu tư thì là trả lại toàn bộ giá trị quỹ của hợp đồng sau khi trừ đi những cái khoản mà khách hàng vẫn còn nợ. Nó vậy thôi. Có nghĩa là nếu như mà bị từ chối theo cái kiểu đó thì khách hàng cũng không phải là mất tiền hết đâu nha. Và nó tùy theo thời điểm của hợp đồng thì khách hàng sẽ nhận lại. Nó có phần mà nó thể hiện ở trên hợp đồng ghi rất rõ. Chỉ có một điều như thế này nè, là nếu như mà cái sự kiện bảo hiểm đó mà nó xảy ra trong 3 năm đầu tiên thì nhiều khi cái giá trị hoàn lại hoặc là cái giá trị quỹ hoặc là cái giá trị tài khoản hợp đồng nó không có thì chắc chắn là không có thể hoàn lại được cái gì thôi. Chứ còn nếu như cái chuyện đó mà là xảy ra vào năm thứ 10, thứ 15, thứ 20 thì nó luôn luôn có những cái khoản tài khoản giá trị hợp đồng. Mà nếu mà em nhìn lên trên đó thì em mới tùy theo nhà cố vấn, người ta biết tham mưu thì có thể là 10 năm hòa vốn, 12 năm hòa vốn hoặc là 15 năm thì hòa vốn. Thì ở thời điểm đó cái trả lại thì ít nhất mình cũng hòa vốn. Thế như vậy, còn nếu mà xảy ra trước thời điểm đó thì đôi khi khách hàng sẽ bị thiệt đi một tí. Dạ. Nó chưa hòa đủ hòa vốn thôi em nha. Dạ. Ok. Tức là nếu mà anh chị rơi vào cái tình trạng đó là mình không được thanh toán quyền lợi hay là mình rơi vào cái tình trạng là bị loại trừ và có những cái lý do để dẫn đến cái điều đó thì tóm lại như thế này, anh chị sẽ không mất quyền lợi của mình khi không bị thanh toán đâu, mà anh chị luôn luôn có những cái quyền lợi ở trong đó. Thì cái vấn đề tiếp theo đó là gì? Số tiền của anh chị ở trong cái tài khoản nó của mình thì anh chị phải lên cái đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi liên hệ với lại người tư vấn viên bảo hiểm đúng rồi để giải quyết vấn đề đó cho anh chị, chứ anh chị không mất tiền. Còn nếu anh chị nghĩ anh chị mất tiền thì anh chị mất tiền đúng không anh? đúng dạ. Có nghĩa là do mình chưa thực sự kỹ lưỡng thôi. Dạ. Chứ còn nó có, và những cái chuyện như vậy nó thể hiện trên điều khoản hợp đồng nó đầy đủ lắm. Vâng. Chính vì vậy mới có một cái phiên chất vấn về điều khoản. Dạ đúng rồi. Yeah. Đó. Okay. Cho nên cái câu chuyện đó thì rất là nhiều anh chị gặp phải rồi, thì lưu ý giúp Hiệp cũng như anh Toàn, và nếu anh chị nào gặp những cái trường hợp như vậy thì hãy chia sẻ với họ để họ nhận được cái tiền của người ta đã tích cóp biết bao nhiêu năm trời. Thật ra như thế này, ở dưới cái video này anh chị có thể để lại số điện thoại, cần giúp cái gì thì mình có thể giúp được. Dạ, hoặc là để lại cái email để cần thiết, nếu ở xa thì mình có thể video call hoặc là Google Meet để nói chuyện với anh chị được mà. Nha, không vấn đề gì hết cả, mình đã giúp thì giúp đến nơi đến chỗ tới Hiệp nha. Dạ vâng. Thì tiếp tục với lại cái câu hỏi thứ hai này của một anh tên là Nguyên. Thì tiếp tục sâu chuỗi lại câu chuyện của câu hỏi của chị Tuyết, đó là anh Nguyên anh chưa tham gia bảo hiểm, anh muốn tìm hiểu để hiểu rõ được là nếu tham gia mình có những cái gì. Thì anh có một câu hỏi đó là không nên tham gia bảo hiểm nhân thọ khi nào anh? Câu hỏi khó trả lời chứ sao. Ok, thật ra thì anh nói với Hiệp như thế này nè. Vừa hôm chúng ta có một cái số nói chuyện về bảo hiểm xã hội rồi. Đúng rồi. Bảo hiểm xã hội là mua cho những người mà đi làm việc để rồi cung cấp cho họ hưu trí cũng như là những cái bảo hiểm thất nghiệp cũng như là bảo hiểm y tế vân vân. Và khi đi làm cho doanh nghiệp thì bắt buộc là theo đặc thù ngành thì có những cái nghề là nhân viên rồi nọ thì phải có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đầy đủ.
Chuyện đó cũng là chuyện tất nhiên thôi, không có vấn đề gì hết. Và họ phải có những cái chế tài nếu doanh nghiệp không làm. Vâng. Đó, nhưng mà mình quay lại bảo hiểm của mình là bảo hiểm nhân thọ. Thì bảo hiểm nhân thọ là cái mà không bắt buộc thì... không bắt buộc. Thì nếu như mà không bắt buộc thì nếu khách hàng không muốn mua thì không mua thôi, vậy thôi. Chứ còn không ép được ha, không ép được. Vâng. Tuy nhiên nó cũng sẽ có những cái chuyện như thế này, trong giới tài chính thì cũng có nhiều cái luồng đa chiều lắm, nhiều luồng đa chiều. Có những người nói là nên mua bảo hiểm tự kỳ. Có nghĩa là mua cái đại gia An Phúc của mình thôi. Vâng. Là dạng sản phẩm bảo hiểm tự kỳ là có 3 triệu 2 một năm cho một người 30 tuổi được bảo hiểm số tiền 1 tỷ đồng. Đó, thì với cái phí nhỏ như vậy, được bảo hiểm số tiền lớn như vậy, thì cái số tiền còn lại để rồi họ có thể tự mang đi đầu tư. Thì tất nhiên là đối với những người mà họ có tham gia một cái mảng kế hoạch tài chính cá nhân, hoặc là họ giỏi. Anh nói thiệt như thế này nè, nếu mà một người mà tự tin đầu tư bách chiến bách thắng thì nên mua cái bảo hiểm tự kỳ đó thôi, để rồi dùng toàn bộ số tiền còn lại đầu tư trên thị trường tài chính chứng khoán vân vân, nếu mà mình là đầu tư bách chiến bách thắng. Nhưng mà nói luôn thì nói tới giờ này anh chưa thấy người đó. Anh nói thiệt, anh chưa thấy người đó. Người ta sẽ không có cái nhà đầu tư bách chiến bách thắng, mà người ta chỉ có nhà đầu tư huyền thoại thôi. Có nghĩa là trên lưng sẹo đầy hết rồi thì họ thành huyền thoại. Cho nói đầu tư bách chiến bách thắng là một điều gần như là không thể trên thị trường. Đó tùy mình đưa ra những lời khuyên nhất định thôi. Lời thứ nhất, nếu bạn giỏi đầu tư thì bạn cứ mang tiền đi đầu tư đi, mua bảo hiểm tự kỳ thôi. Nhưng có bao nhiêu người giỏi về đầu tư? Rồi, có bao nhiêu người có một kế hoạch tài chính cá nhân? Rồi có bao nhiêu người giỏi như Warren Buffett, ví dụ vậy? Thì số còn lại là giáo viên, là kỹ sư, là bác sĩ, là người làm công ăn lương. Người ta không có thích là gửi tiền vào để rồi ăn lãi nho nhỏ ở ngân hàng. Và người ta hiểu, do trình độ người ta thì người ta hiểu rằng là gì, cái việc đầu tư nó mới mang lại nhiều tiền. Tuy nhiên người ta vẫn phải đi dạy hàng ngày, người ta vẫn phải lo vào phòng mổ để rồi mà phẫu thuật, để lo cho bệnh nhân, người ta vẫn phải lo lái xe vân vân và vân vân. Thì người ta có tiền, người ta có thể chọn một cái mảng đầu tư ở bảo hiểm nhân thọ để rồi là họ có thể tham gia đầu tư. Ý thứ ba, một số người mà người ta nói không cần tham gia bảo hiểm, thực ra bảo hiểm nhân thọ là để bảo vệ thu nhập trọn đời. Ai không có thu nhập đừng mua. Nói rõ chưa nghe? Tại vì không có thu nhập mà mua có nghĩa là mình đã tạo ra gánh nặng cho mình rồi. Đúng rồi. Ok, rồi. Người thứ hai, cái người mà không nên mua đó là người không có sức khỏe. Tại vì bảo hiểm thứ hai là để bảo vệ, để rồi chăm sóc sức khỏe. Nếu như mà mình không có sức khỏe thì cũng không nên mua. Vâng. Tại vì người ta cũng không có bảo hiểm cho mình đâu. Đúng rồi. Những cái người mà không có còn sức khỏe, không đủ bảo hiểm sức khỏe thì tôi khuyên là nên mua bảo hiểm y tế và giữ gìn bảo hiểm y tế cho thật chắc. Nha. Vâng. Rồi. Ý thứ ba, bảo hiểm nhân thọ là để bảo vệ tài sản. Nếu mình không có tài sản thôi thì cũng đừng mua. Còn nếu như mà đã làm bảo hiểm nhân thọ, đã tham gia bảo hiểm nhân thọ thì phải để bảo vệ thu nhập, để chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình, để giữ gìn tài sản. Và nếu như mình làm được ba điều đó thì vài bữa mình sẽ có tài sản mình tích lũy để mình đầu tư. Vâng. Đó, thì đó là những cái ý nó rõ ràng nhất. Dạ, vâng. Okay. Tức là không nên mua bảo hiểm khi anh chị là không có đủ sức khỏe. Đúng không anh nhỉ? Tại vì người ta không cấp, người ta không cấp. Dạ đúng rồi. Yeah. Không có đủ sức khỏe. Khi anh chị không có tài sản. À. Khi anh chị không có thu nhập. Đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi các anh chị. Đó. Và nếu mình là nhà đầu tư đại tài, nhưng mà anh nói với em rõ nè. Ngài Bill Gates, ngài Mark Zuckerberg, ngài Elon Musk và rất nhiều người khác, và ngay cả Warren Buffett, họ vẫn mua bảo hiểm và mua rất nhiều. Dạ đúng rồi. Thậm chí là thật sự có Việt Nam mình có một người rất là lớn và cũng đã từng ôm ấp làm về cái ngành tài chính của mình, bảo hiểm nữa đây. Nhưng mà theo cái xu hướng thì tập đoàn không tham gia, nhưng mà sớm hay muộn cũng sẽ quay lại. Okay. Thì anh em biết đó là tập đoàn Vingroup.
Ok, câu chuyện đó từ từ mình kể sau. Vâng, đó là cái câu hỏi của anh Nguyên. Thì cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều cũng đã đặt câu hỏi để giúp cho mọi người có thể hiểu thêm và biết được những cái điều mà chúng ta nên biết trước khi tham gia bảo hiểm nhân thọ để tránh rơi vào cái tình trạng đó là không được thanh toán quyền lợi. Vâng, vậy thì có một cái câu hỏi thứ ba của chị Uyên. À, chị Uyên, chị có hỏi như thế này anh ạ. Đó là rủi ro khi tham gia bảo hiểm là cái gì? À, rủi ro khi tham gia bảo hiểm là cái gì? Dạ. Nếu mà nói đến rủi ro khi tham gia bảo hiểm, anh cũng chưa có hiểu lắm về cái câu, cái ý này lắm đâu. Nói thật là anh chưa có hiểu rõ về cái ý này lắm. Nhưng mà thôi thì mình hiểu ăn đâu, mình lại hầu chuyện ăn đó. Right. Yeah. Rủi ro của việc tham gia bảo hiểm thì mình phải trả lời là nếu mà nói rằng là bảo hiểm cũng là một công ty bảo hiểm. Mà nó nếu là một công ty thì nói thật với em là 17 công ty thì công ty nào cũng là công ty trách nhiệm hữu hạn. Bảo Việt cũng thế thôi, tất cả mọi thứ. Và bản thân mình cũng có những năm mình mua cổ phần của Bảo Việt mà. Yeah. Công ty đầu tư của mình á nha. Thì đã là công ty trách nhiệm hữu hạn thì chắc chắn là nó thể theo luật kinh doanh, luật đầu tư. Và hỏi rằng nó có phá sản hay không. Chuyện đó đến giờ này mình cứ khẳng định được thôi, chứ còn trong tương lai làm sao mà anh có thể nói được công ty nào trong công gì. Danh sách 500 công ty lớn nhất trên thế giới ở hàng đầu ở Mỹ thì nó cũng biến mất mà. Đúng rồi. Nhớ, cái chuyện đó chuyện bình thường. Nhưng mình xem lại nè, 25 năm vừa qua ở thị trường Việt Nam, nếu mà nói là công ty bảo hiểm phá sản là không có. Rồi. Nhưng nếu nói ngân hàng mà mất thương hiệu là có. Thì có, nó có những cái vụ sát nhập thôi, vụ sát nhập đối với ngành bảo hiểm. Thì mình search ở trên mạng hay là anh có một vài bài viết cũng nói rất rõ. Lấy ví dụ như là Daichi mình mua lại Bảo Minh CMG, khách hàng cũng có bị sao đâu. Hoặc là gì, hoặc là SWD mua lại Great Eastern, toàn bộ quyền lợi vẫn được đảm bảo hết, không có vấn đề gì hết cả. Tại vì đó nó có cái sự kiểm soát. Và các công ty hàng năm nó có họ có để dành ra những cái quỹ gọi là quỹ dự phòng. Và chính những cái quỹ dự phòng đó thì cái công ty mà mua lại thì họ sẽ chịu gánh trách nhiệm toàn bộ những cái rủi ro của công ty đó. Cho nên mình chỉ nói được đến giờ này thôi, là mình nói những cái gì mà những cái thương vụ sát nhập thôi. Chứ còn nếu mà mình đoán được trong tương lai thì chắc bây giờ anh làm cái khác rồi. Chứ không, không ngồi đây. Nhớ câu chuyện mà tất cả những cái câu chuyện trên thị trường là không ai đoán được hết. Nhưng mà nó sẽ có những cái rủi ro nhất định như vậy. Còn cái câu chuyện mà nói rằng là những cái rủi ro không chi trả là do cách hành nghề. Do cách hành nghề, và chính vì vậy mà anh đã gì tự động viết ra cái quy trình để rồi mọi người đọc, mọi người hiểu và cập nhật kiến thức để rồi tự bảo vệ lấy. Chứ còn nói chứ chính anh em mình thì có vài chục người, làm sao mình nói được cho khoảng 100 triệu dân Việt Nam được. Thì thôi thì mình cứ viết đi, rồi có duyên đó mà. Duyên nó tròn, duyên lành thì người ta sẽ đọc được. Chứ còn bây giờ khó lắm, khó. Mà rất may là những cái người nào mình gặp được thì em thấy rồi đó, họ hiểu, họ rất quý anh em mình mà. Tức là đến cái câu chuyện câu hỏi này của chị Uyên á, thì nói về vấn đề rủi ro thì thật sự để mà mình tính trước được nó rất là khó. Tuy nhiên có hai cái điều chị cần lưu ý. Thứ nhất là về cái công ty thì không hề có vấn đề là công ty bảo hiểm nào tuyên bố phá sản, mà chỉ sáp nhập lại với nhau thôi. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái rủi ro về gọi là quyền lợi của anh chị không được thanh toán, hay là có những cái câu chuyện nó làm cho anh chị khó chịu hơn trong đó nữa, thì cái điều đó là mình cần phải tìm hiểu thêm cái trách nhiệm của người tư vấn. Nhưng tiện anh nói cái này, anh xin thêm 2 phút anh nói cái này thôi để rồi mình hiểu rất rõ nè. Ở trên thị trường sẽ có những cái cấp độ làm như sau. Cấp độ thứ nhất là bán bảo hiểm. Bán bảo hiểm có nghĩa là người ta kiếm có cái sản phẩm, người ta kiếm cách bán cho anh vậy. Rồi cấp độ thứ hai là kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, thì người ta cũng sẽ kiếm cách để rồi bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với một cái giá cao nhất. Kinh doanh thì phải lợi nhuận nhiều nhất mà, giá cao nhất. Rồi cái thứ ba là cái người tư vấn thì cố gắng là bán làm sao cho nó đúng nhu cầu của anh chị. Rồi cái cấp độ thứ tư đó là nhà cố vấn và tham mưu. Nhà cố vấn tham mưu thì người ta sẽ
nỗ lực lắng nghe nhu cầu của anh chị, nỗ lực lắng nghe về năng lực tài chính của anh chị, để rồi người ta có một cái hỗ trợ anh chị, chỉ cho anh chị thấy là mình đóng tiền vô công ty bảo hiểm với một số tiền hợp lý nhất có thể trên năng lực tài chính, để rồi được có quyền lợi cao nhất và để được bảo vệ trọn đời. Thì cái quan trọng là khách hàng phải tự trang bị kiến thức, để rồi mình biết ai là làm nhà kinh doanh, ai là nhà bán bảo hiểm, ai là nhà tư vấn và ai là nhà cố vấn. Và câu cuối cùng, chọn cái gì thì được cái đó. Vâng, cảm ơn anh. Thì nhắc lại với lại tất cả quý vị khán giả đang xem như thế này, các anh chị ạ, để tìm được một người có thể phục sự mình thì nên trải nghiệm thôi. Đúng, các anh chị có trải nghiệm thôi. Nên trải nghiệm thôi. Cho nên là mình gặp, mình phải cho, nói gì thì nói, mình phải cho mình bản thân mình một cái cơ hội. Đúng. Nha. Yeah. Và cái cơ hội đó là cơ hội hiểu một vấn đề trong rổ tài chính gia đình một cách dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện. Và nếu như cái việc gì mình thực hiện nó có kỷ luật thì nó thành công vậy. Vâng, đấy. Thì tiếp tục quay lại vừa rồi, nãy anh Toàn anh cũng có nhắc, anh có nhắc đến cái vấn đề là quy trình tư vấn ấy. Thì có một anh tên là Linh, thì anh cũng có để lại thông tin cho mình luôn, tuy nhiên thì em xin phép là cấp không tiết lộ. Dạ, tại vì như thế này, không sao. Anh có một câu hỏi, đó là để anh muốn hỏi là cái quy trình tư vấn làm sao để cho gì lựa chọn được đúng và phù hợp với mình. Cái quy trình đó thì anh, nếu anh không nhầm á, thì anh cũng có từng làm rồi. Dạ. Tuy nhiên thì sau một thời gian làm, anh nghĩ là anh phải nên làm lại với em trong cái đợt số tới. Dạ. Tại vì cái đó là quy trình 9 bước. Dạ. Đảm bảo với em luôn là sau khi mà mình hiểu cái quy trình 9 bước đó rồi, là mình biết ai là nhà, ai là người bán, ai là người kinh doanh, ai là người tư vấn và ai là người cố vấn. Có nghĩa là gì? Bây giờ cũng không thể nào mà viết một bài thì cũng không đủ. Nhưng mà đôi khi ấy, viết rồi thì anh cũng phải có cái chuyện là mình làm cái video để rồi mình sẽ giải thích. Tại vì qua cái quy trình cố vấn đó thì mọi người sẽ hiểu là mình sẽ biết là mua bảo hiểm cho ai, mua bao nhiêu, mua bao lâu và cách mà mình có thể nhận được quyền lợi tốt nhất từ công ty bảo hiểm trên một cái số tiền chừng mực vừa phải mà mình tiết kiệm hàng năm. Hay còn gọi một cách đó là không phải là gánh nặng tài chính. Đối với anh, bảo hiểm nhân thọ nó là trách nhiệm chứ nó không phải là gánh nặng tài chính gì hết đó. Dạ, cho đó. Số tiền nó vừa phải nhất. Đố hiệp cái số tiền còn lại để làm cái gì? Số tiền còn lại để mình sống, để mình vui chơi với lại bạn bè, với lại gia đình mình và chăm sóc gia đình mình, hay là có những cái trải nghiệm gì đó nó giúp cho mình cảm thấy cuộc sống nó hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, và có khả năng là mình lại có nhiều mối quan hệ hơn ở trong đó. Thì đúng rồi, số tiền còn lại thì mình phải đầu tư vào cá nhân của mình. Để rồi là mình giỏi hơn, để rồi mình lớn, trưởng thành hơn, mình bán chất xám. Là cái nhất. Hoặc là xa hơn tí thì mình phải, bảo hiểm nhân thọ nó không phải là tất cả đâu hiểm. Vâng. Còn phải có tiền gửi ngân hàng chứ. Dạ, đúng rồi. Muốn mua vàng cứ mua đi. Muốn muốn gì? Muốn mua bất động sản thì cứ làm. Muốn đầu tư những lĩnh vực rủi ro cao hơn, ví dụ chứng khoán, ví dụ phái sinh, ví dụ đầu tư quỹ vân vân, thì mình nâng cấp mình lên. Dạ. Rồi mình sẽ làm được những việc đó. Dạ, nha. Chứ bảo hiểm nhân thọ nó chứ không phải là tất cả. Mà nó chỉ là một cái công cụ trong cái rổ tài chính gia đình, và nó là cái rất là cơ bản. Nói lắm lại là dễ hiểu, tại vì qua quá trình là hiểu liền. Dạ, vâng. 30 phút thôi hiểu liền hiệp nha. Dạ. 30 phút là hiểu tất cả mọi thứ luôn á. Đó, rồi sau đó thì nếu mình làm thì nó thấy dễ làm, mình cũng không có cần phải nâng cấp bản thân mình nhiều lắm. Dạ, nha. Đó thì, rồi và làm theo nó kỷ luật thì thành công. Dạ vâng. Thì sẽ hẹn số sau nợ anh Linh mình, mình nợ okay, đi, okay, nợ có để nó có cớ mình trả đúng không, chứ còn cứ kêu hẹn lúc sau thì khi nào. Ok nó sẽ như thế này anh Linh ha. Thì em với anh Toàn sẽ nợ anh một cái chương trình để giúp cho anh hiểu rõ cái quy trình mà hiện tại em với anh Toàn đang làm. Để đầu tiên đó là giúp cho anh hiểu đã, em chỉ cần hiểu thôi. Và sau khi hiểu rồi thì những cái vấn đề tiếp theo thì anh em mình lại trao đổi tiếp. Đúng rồi anh, đúng rồi. Và có lẽ anh thời gian của mình cũng hết rồi. Đúng rồi, sáng nay anh là tôi thứ ba rồi cho nên hơi mệt. Vâng, cảm ơn các anh chị đã hết sức yêu thương ủng hộ.
Và nếu như mà anh chị muốn quan tâm điều gì thì mình cứ để lại, và không quên là subscribe để rồi nhận được những video clip tiếp theo của Toàn và Hiệp trên cái kênh là Cà Phê Sáng Thứ Bảy. Kênh của anh bây giờ là Nhà Cố Vấn Già Phan Lê Thanh Toàn. Vâng. Vừa mới đổi lại tối hôm qua. Vâng, thì cảm ơn tất cả anh chị đã và đang tiếp tục gửi những câu hỏi về chương trình để giúp cho chương trình có cơ hội để giải đáp với anh chị, và một phần nào đó giúp cho anh chị có thể hiểu thêm về cái ngành bảo hiểm nhân thọ hiện tại ở nước Việt Nam chúng ta. Thì mong rằng anh chị sẽ tiếp tục ủng hộ Hiệp và anh Toàn cũng như là đội ngũ của bảo hiểm nhân thọ nói chung, và mong tất cả anh chị hãy tiếp tục ấn nút đăng ký cũng như là theo dõi kênh để tiếp tục có thể hiểu rõ hơn. Và nhiều khi nhờ cái câu chuyện hiểu rõ thêm mà anh chị sẽ giúp được rất là nhiều người ở ngoài kia. Đúng rồi, đúng cơ bản là người thân của mình trước. Và chắc hẹn gặp lại các anh chị chương trình rồi, sau. Xin chào các anh chị. Vâng, xin chào anh chị nhé.